Nào bây giờ tiếp tục. Ý số 2 về tư duy tôi nói đó là nguyên tắc của tư duy đột phá. Bạn không đột phá được thì ít nhất bạn cũng phải sáng tạo được. Thanh niên thời đại à, hãy làm ngược cái người ta làm thử một lần xem nào. Đằng này đứng trước một vấn đề, mày cứ làm này, mẹ cái này bố mày làm cả đời rồi, chỉ có cách này thôi. Cái thằng ấy là thằng có lợi. Để đạt mục tiêu có N phương án, để cưa được cái con duyên này, nó có N đường hồi quy vào tinh nó, chứ không phải một đường. Tôi là thằng có tiền, tôi dùng tiền, tôi đem bạc thế sao? Các bạn ạ, tôi sẽ mua được bé duyên này. Không mua được, tôi sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Cưa mới cầm, lắm chuyện, có nhiều cách lắm chứ. Đồng tiền đến một mức nào đó, nó có thể điều khiển người ta được. Các bạn là chuyên gia tiền tệ mà các bạn không hiểu điều đó, thì các bạn đừng lý thuyết xuống. Năm nay lại còn gào lên, nhiều tiền để làm gì? Các bạn hãy tập trung vào, làm gì để nhiều tiền? Vơ va vơ vẩn. Em có tin là tôi mua được em? Đưa 1 triệu đô này, 23 tỷ. Bỏ tầm hộ, đi theo Lê Tập Dương, đi không? Nghĩ à, nghĩ à. 2 triệu. Nhiều. Nhiều thì chốt sale đây. Vô giá, tức là giá bằng không. Ba là không có mua bán, thầy đừng có xúc phạm em. Ba là chỉ cho hoặc tặng. Lừa đảo 2 lần. Nếu tôi có 1 triệu, theo các bạn trai tôi có nên đưa cho mặt hàng này không? Những người như tôi em quyết định lấy không? Nếu giả sử tôi chưa có bạn. Có ạ. Đấy, nó chủ quan cho tư duy kém ở đâu. Nó tự cho nó cứ kiện, thằng này tao không lấy, thằng này tao lấy. Ai cho em cái quyền? Em đồng ý lấy tôi, nhưng em không biết là em nghĩ là tôi sẽ lấy em không? Sao ngây thơ thế? À, không dễ thế. Cho nên ở đây ấy, không có cách gì trong cuộc họp được vỗ bạn. Khách quan mà nói, anh nói với các chú, ai cho mày lại lấy được khách quan. Cho nên người Mỹ người ta giàu. Người ta giàu bởi vì trong hoạt động khoa học xã hội ấy, thì cái đúng là gì? Thế nào là đúng? Cái gì mà xảy ra trong thực tế đúng thì cái đó là đúng. Không thằng nào được nói tao đúng cả. Bệnh tập bại. Tràn ngập các phản biện. Chết đi. Mà nguyên tắc là nguyên tắc. Tuyệt đối không được lơ mơ. Trong từ điển, nguyên tắc là không linh hoạt. Vậy thì các bạn tập nhé. Và cải thiện cái phần mềm của mình cho ngon nhé. Nguyên tắc 1. Nguyên tắc 1, cố tập đi các bạn ạ. Chỉ cần áp dụng tới đâu là tiền nó ra tới đó, hạnh phúc nó ra tới đó. Các bạn nghe thôi đi. Và nó được phát minh từ Nhật. Và nhờ có phát minh tư duy đột phá này, những nguyên tắc nó tổng kết được. Mà nước Nhật vẫn giữ được phong độ hàng thứ 2 trên thế giới. Còn người ta đi, mình đi sau người ta, mình học thôi. Mình cũng phát minh được mà không chịu học, chết đi. Nguyên tắc 1, sự khác nhau. Sự khác nhau. Khi nhìn một sự vật, nếu nó giống nhau, nhìn một sự vật, nhìn một hiện tượng nó giống nhau, lập tức người ta có phản xạ, bản chất nó giống nhau. Và để giải quyết vấn đề thì giải quyết giống nhau. Đấy chính là cái tệ hại nhất các bạn ạ. Có não mà làm theo ý chí tất cả, như kẻ vô não. Cho nên là hoạt nhìn thằng tiền gửi nào như tiền gửi nào, khách hàng là khách hàng, tầm bậy. Cho nên là mới mở mồm cho chúng ta chọn phân khúc như sau. Phân khúc là nhóm khách hàng có đặc điểm giống nhau. Còn lại các ông, ngày nay mỗi một thằng được gọi là một phân khúc. Các bạn, nó không hề giống nhau. Người ta cá nhân hóa hầu hạ khách hàng.
chứ người ta không nhóm hóa trong hầu hạ. Bao giờ thì bạn hiểu được điều đó? Cho nên là con đàn bà nào cuối cùng vẫn là đàn bà. Cho nên cửa gái thì cứ thằng nọ học thằng kia, con lạy các mẹ, tôi lạy các ông. Không có chị nào giống nhau đâu, ngoài một cái thừa số chung là đặc điểm giới tính. Cho nên không bao giờ mà vào tim con đàn bà mà giải pháp giống nhau cả các bạn ạ. Cho nên não nó có hoạt động được vơ vả vơ vẩn này. Cho nên về mặt nguyên tắc tư duy để ăn ấy, đây là một mệnh đề sai phép. Về bản chất, sự vật, hiện tượng giống hệt nhau, nhưng về bản chất nó khác nhau. Các bạn ạ, vậy thì ứng dụng rất ngắn gọn. Khi gặp hiện tượng, vì tôi không đủ thời gian đâu, và với trình độ các bạn tôi nghĩ là các bạn hiểu. Khi gặp hiện tượng và sự vật, phản xạ đầu tiên của kẻ có tư duy để tí nữa giơ tay với anh Tâm là cho em có ý kiến, thì nó phải thành phản xạ rèn luyện quyết liệt. Thằng này mồm leo leo, sao thầy không dạy giống thầy em? Thầy mày là cái gì mà tao phải giống? Tao sẽ bắt thầy mày giống tao. Đấy là tư duy chứ. Vừa va vừa bẩn, mẹ lên báo cũng góp ý. À cái thằng thầy già, mày về làm mày mà rằng tí tao sẽ nói tại sao lại về làm. Vừa va vừa bẩn, ngộ nhất. Tao không dạy mày thế thôi. Em thấy người ta nói như sao? Ai nói? Tao cần mày nói. Tôi mà là sếp, mày tao cái chết với tôi. Nhân cách thằng nói mới quan trọng, đẳng cấp thằng nói mới quan trọng, chứ lời nói quan trọng. Các bạn đi, các bạn lại thuộc vào cái hạng này. Bây giờ ông xe ôm, ông gạt tôi, ông bảo nói chung là thầy đừng nói vậy đâu. Thế là tôi phải cứ đau đầu à. Vớ va của mình. Cho nên khi gặp hiện tượng sự vật, thì phản xạ đầu tiên của tư duy, hãy tìm mọi cách tìm được sự khác nhau của nó. Tôi khẳng định các chị, mọi sự vật giống hết nhau nhưng nó không giống nhau. Cái người ta quái ở chỗ đó. Cái đấy là mình tắt. Sau này đến những bài 2, bài 3, nếu mà chúng ta có hệ thống đào tạo, tôi sẽ chỉ đích danh từng cái khác của từng thằng cách. Các bạn ạ, thì lúc ấy mới ăn chứ. Thì mẹ lúc nào như lúc nào cứ có cái bài xong lên mấy cũng gọi tiếp thị. Thằng nào mà đạt doanh số lớn nhất của Nam Hà thường là những thằng làm sale lừa đảo giỏi nhất. Thế mà cuối năm lên tặng xe hơi vì doanh số cao. Bán hàng bây giờ giỏi nhất là bán làm sao không được hàng, nhưng khách phải quay lại. Cho nên chỉ tiêu thưởng xe hơi là khách quay lại chứ đâu phải doanh số. Nhưng khi khách quay lại thì doanh số sẽ đạt. Cho nên nó đến nó hỏi chị cho em gửi tiền gửi thế mẹ rồi ăn rồi mẹ quán này ăn rồi. Nhưng mà với tình cảnh của nó, mình là dân chuyên nghiệp, gửi thế này là không hợp lý. Cái thằng bán hàng giỏi nó sẽ nói thế này: chị, sao mà chị giỏi thế, gặp khách là phải khen. Đây là sản phẩm tiền gửi number one chứ không phải thu đâu của ngân hàng em đấy. Nhưng chị ơi, rất tốt, nhưng em là nhà tư vấn, với hoàn cảnh của chị, với dòng tiền của chị, em khuyên chị nên chọn cái gói số 2, chất lượng tương đương nhưng nó phù hợp với chị. Bằng cách thì nó không hiểu. Mày cầm mồm lại, thì mày ơi, tao gửi cái này. Thế gửi cái này là mình câu được tiền gửi dài hạn rồi, đúng ý ngân hàng rồi. Nhưng đứng về phương diện khách hàng, bạn không đam mê khách, bạn không vì họ, bạn chỉ vì họ ở cái lỗ mồm. Bây giờ em khuyên rồi mà chị vẫn đòi chọn cái này không? Cho em nói tiếp. Chị giống như chị ruột em, giống như má em. Cho nên em mới nói. Chị quyết tâm chị gửi cái này vào. Chị cút về, em không nhận. Đấy là con bán hàng cực giỏi. Em không thể bán một sản phẩm cực tốt của Nam Á nhưng lại không hợp lý cho chị ruột em được. Nó về nhà thì mẹ nó điên, mà con lại làm. Nhưng về đấy là nghĩ đi, về nghĩ lại thấy mẹ con này hay quá. Nó kéo cả làng nó đến gửi, bà thử đi. Mẹ tôi làm biết bao nhiêu tập đoàn. Có hiểu không? Người ta gọi là đam mê khách hàng.
mày làm sale mà không đam mê đuổi. Ngoài mê gái hỡi những thằng đực thì phải mê khách. Thấy nó vui, thấy nó hợp lý thì mẹ mày sướng quá trời đất. Đấy là làm bằng trái tim. Còn các bạn đang làm vì quy trình. Các bạn làm rất tốt nhưng tim không có. Đừng trách tôi. Các bạn ạ, mẹ tôi mà đã huấn luyện nhân sự là như vậy ấy. Các bạn ạ, cho nên là nó phải tư duy thế chứ. Mà các chị mở ngoặc cho tôi mở ngoặc ấy. Có tài là thường có tật, các chị ạ. Mà tôi cũng có tật, cho nên là vì có tài, cho nên là xin phép ban tổ chức cho tôi cái gạt tạo. Mỗi người có một cái hư tứ khoái mà. Thế là nhiều người cứ bảo thầy uống thuốc thì ai chẳng biết thuốc hại, cần gì với ông bác sĩ. Nhưng mà tôi thành chọn một cái hư thì đấy là cái bác Hồ. Chứ tôi mà không nghiện thuốc mà tôi lại nghiện cái con duyên thì đời mà. Rất xin lỗi các chị, vì hút thuốc ở trong hội trường là một, đám đông là hai, không phải là mất lịch sự đâu mà nó là vi phạm luật pháp này. Nhưng mà vì tôi ngồi xa cho nên nguy biện tí, những cái chữ thông cảm chẳng thì có tài thì nó có tật. Nhưng mà chú ý, có tật chưa chắc là có tài nha, chứ đừng nguy biện nha. Tiếp tục, bằng mọi giá phải tìm được cái khác. Khi bạn tìm được cái khác thì lập tức bạn sẽ tìm được giải pháp khác. Đề xuất phải ăn liền. Nhưng não phải luyện các bạn ạ. Nhưng chắc chắn là nó không khác. Nó, bạn thấy nó không khác vì cái não bạn không hoạt động. Không còn cách nào khác, phải rèn luyện thôi. Đằng này não là của mình ấy, trong thời bao cấp cho nên nó đẻ ra tới tận bây giờ. Cái não của chúng ta nó chỉ là cái để chấp hành thôi. Bỏ ngay cái loại tư duy đó. Thằng nào chấp hành tốt, lao động tiên tiến. Thằng nào chấp hành tốt nữa, chiến sĩ thi đua. Thằng nào chấp hành tốt nữa, 3 năm liền huân chương lao động hạng 3. Tôi nói thật, loại đó mà trong tay tôi, tối đa tôi cho lao một cầu. Vì não nó không hoạt động. Người ta cần kẻ đề xuất chứ người ta cần mẹ thằng chấp hành. Các bạn ạ, mày chấp hành từng tí một đi mẹ, cái bàn thầy kê ở đâu như thế nào. Anh không sáng tạo được chứ anh có đề xuất để thuyết phục người khác đâu. Nguyên tắc một xong, và theo duyên thì nguyên tắc một rồi đến nguyên tắc mấy hai, đúng rồi, rất giỏi. Mẹ hỏi thế mà cũng nói tư duy hạt đó. Ở ngoài kia người ta nghe tiếng một rồi đến mấy nói rất rộng ràng. Đến hai thì có phải người ta coi đây là cái lớp trồi không? Nguyên tắc hai. Và cái này hỏi thì nói to lắm, cái khác cái mẹ người ta không nói. Đó là nguyên tắc mở rộng mục đích ra. Mở rộng mục đích ra. Nói hơi khó hiểu tí. Một là nguyên tắc khác biệt. Không một chị đàn bà nào trong hội trường này giống nhau, hỡi những kẻ đàn ông. Cho nó cụ thể luôn đi. Bây giờ nguyên tắc hai, đó là mở mục đích ra. Các bạn ạ, bạn làm cái việc A hay làm gì? Làm để em khỏi bị trừ điểm. Để khỏi trừ điểm là gì? Để em có tiền thưởng và lên chức. Phải lên chức là gì? Bạn hỏi đến tận cùng, bạn sẽ trở thành kẻ ngớ ngẩn. Mẹ kiếp. Các bạn ạ, cho nên là các bạn không tư duy được cái tầm ngắn của. Nguyên tắc này người ta còn gọi là nguyên tắc chặt cành cây. Các bạn ạ, các bạn không nghe tôi các bạn chết. Bất kể chức vụ nào, bất kể ở vị trí nào. Cho nên hỏi tôi thành công thì tôi đang trả lời đấy. Các bạn, và những người đang thành công chỉ là cái tạm giác lộn ngược ấy, vì nó không có chân đế. Vấn đề là chưa chết chứ không phải là không chết. Các bạn, cho nên nguyên tắc chặt cành thế này. Cái cây nó cao gót thế là bởi vì nó có những cành chặt. Chặt, chặt. Khi bạn mở rộng được mục đích thì bạn sẽ thấy điều đó. Còn cái cây của các bạn nó có hiện tượng thế này. Wow, thì mẹ nó xun xuê này, trông tươi mát thế này. Nhưng rất tiếc, nó ngắn tụt thế này. Bởi vì tổng nguồn lực của các cây là bằng nhau.
Khi tôi tỉa cành thì cái thân tôi cao mọt thế này, nổi tiếng là nó đấy, nhiều tiền là nó đấy. Các bạn à, các chú giảng một năm không bằng tôi giảng một ngày đâu. Đừng tị nạn vì tôi chấp nhận chặt cành, vì những việc làm nó vô bổ mà xoáy vào cái việc ấy. Cho nên người ta lớn bởi vì người ta chịu tỉa cành. Bạn mở mục đích ra thì bạn sẽ thấy những việc bạn đang làm hàng ngày lãng xẹt. Thằng chồng mà đi về giặt đồ lau nhà, nó vừa nó khoe với tôi: chồng em chăm lắm, mẹ cái mặt bàn của em ấy nó sạch hơn cái mặt thầy. Thằng chồng ấy cho đi là con lợn, mẹ đàn ông mà thấy à, đàn ông phải ra khỏi nhà, đàn ông phải đánh trận, đàn ông mặt phải máu, mặt phải đầy máu, đàn ông phải thua trận, đàn ông rồi mới thắng trận. Đàn ông gì chui trong cái xó nhà thế mà tivi thì biết ca ngợi biết ừ va luôn. Mày ra mày kiếm tiền về xây nhà cho bà mày, mày đi bàn nhau để tao tự hào với mày. Đấy là nhiệm vụ của thằng Đức. Để đàn bà mẹ gì cái thứ thế mà đi ca ngợi cái thằng. Xong bắt đầu kêu em chả cần tiền, em chỉ cần một bút lượng trái hai trái tim vàng. Ông lau thì lau, trong túi mẹ tiền mày hôn nhau mà vàng, hôn tới chó rồi, đúng không Duyên? Đúng mà, thế tóm lại cần tiền không? Một triệu đô. Mẹ mâu thuẫn tùng lưng. Ba phần. Cho nên mở rộng mục đích ra thì bạn sẽ thấy. Và bây giờ tôi cung cấp cho các bạn một thông số thống kê: 96% những việc bạn đang làm trong ngày là việc không đáng làm. Cho nên ở đây nó có hai chuyện xảy ra. Một là cái chuyện việc gì đáng làm. Sau khi chọn được rồi thì bắt đầu mới đến cái việc ấy làm với năng suất thế nào, tức là hiệu suất có tốt không. Hiệu suất là đứng số 2. Đằng này làm cho thật tốt mà cái việc ấy không đáng làm, đấy là con lợn. Đừng có mang thằng tốt ra đây. Mày làm thằng tốt nhưng mày tham gia vào hậu hại cái ngân hàng này không được nha. Việc đáng làm là của lãnh đạo. Còn lính hãy làm cho thật tốt cái việc anh mày chỉ ra. Cái việc đáng làm thì gọi là hiệu quả. Hiệu quả. Còn làm thật tốt thì gọi là hiệu suất. Hai thuật ngữ tiếng Anh khác nhau. Các bạn ạ, cố mà nhớ. Cho nên với tôi chức vụ chào, các bạn ạ, với tôi đám cưới đám chay thì phải rất chu đáo, nhưng không bao giờ tôi giữ chào. Vì tôi biết trước sau chúng nó cũng bỏ nhau ấy mà. Thành ra tôi mới chặt cành thì tôi mới có ngày hôm nay chứ. Vậy việc nào là việc đáng làm? Trong một ngân hàng thì việc đáng làm là gì? Đó là việc củng cố cái hạ tầng, tức là bạn phải nâng bạn lên. Sau đó là bạn phải tập trung vào khách hàng, đó là cải tiến sản phẩm để vào khe hở. Và cuối cùng là tài chính. Bốn việc đáng làm. Những cái gì xung quanh cái này phán. Còn đối với cá nhân, việc nào đáng làm? Sức khỏe, gia đình, sự nghiệp. Và bạn đừng bè nhậu cho gió lòng. Cả một cuộc đời của giấc mơ cuối cùng chỉ kiếm được bốn người bạn thôi. Còn loại toàn bè nha các bạn. Cho nên tôi đi nhậu không bao giờ theo cầm theo cặp. Để vì lặn cho nó sớm ân bốc lẫn nhau, chả có tấm lòng. Là tôi giả bộ tôi đi toilet, tôi gọi taxi, tôi phắn ngồi mất thời gian. Các bạn, cho nên tôi hai số điện thoại, hai máy, một máy là bạn, một máy là bè. Cái máy bè nó lên tới 2000 số. Nhưng máy bạn hiện nay có 2 bạn. Cho nên là các bạn à, những cái việc các bạn làm hoàn là vô bổ. Cho nên giấc mơ mới nói thế này: hỡi tuổi trẻ, từ 20 đến 30 tuổi, mày còn sinh nhật, mày còn đám cưới, mày còn đi phượt, mày còn cân bằng cuộc sống thì đời mày mãn. Vì đấy là tuổi tích lũy mà. 30, 40 là gặt hái kết quả. 40 là bắt đầu có cộng sự, 60 thì nhường quyền cho thằng khác. Đấy là kinh nghiệm của anh ta. Rất tiếc về mặt nguyên lý, nó đúng hoàn toàn.
Wow. Cho nên ở nguyên tắc hai, hãy chọn việc mà làm. Đằng này cứ cắm đầu làm những cái việc vô bổ. Cả đời các bạn cuối cùng nếu là giảng viên thì vào với chức danh là giảng viên trẻ, rồi cuối cùng về hưu với chức danh là giảng viên già, không làm được cái trò trống gì cả. Thế mà dầu mỏ lên giáo với sư, với tiến với sĩ, rồi chân thành góp ý với đồng chí Lê Thẩm Dương, tôi dẹp ấy, tôi không cần cái thứ góp ý ấy, chứ mơ, mình góp ý. Tư duy thì hạng bét mà bây nặng. Ai cho ông nói thôi, ông không đủ nói chứ giờ chứ đừng nói nhé. Cho nên ở đây tư duy là hãy chọn việc mà làm bằng cách những cái đang làm mở rộng thì thấy đang xem thì tự nhiên mình rụt lại. Ok, đi học hôm nay là việc đáng làm hay không làm thưa các chị? Là việc đáng hay không ạ? Đấy lại theo thói quen, kệ mẹ vậy tao không nói. Hôm nay đi ngồi đây là việc đáng làm hay không làm? Đây mới là việc đáng làm. Ngồi đi cưa gái mẹ thằng nào như thằng nào mất mẹ 3 tiếng đồng hồ. Ngồi đưa đẩy nói toàn những câu ở trên mạng, mấy câu phim Hàn Quốc ấy. Xong rồi nhảy vào, con kia đẩy ra, thấy có mẹ, thằng này nhảy vào, thằng kia đẩy ra, mẹ 3 tiếng. Vư vã vô vừng. Có đúng thế không hả Duyên? Đi chơi nó nói cái gì nào, nói tôi coi. Thế nào nó nói gì? 4 năm đi cưa gái nói đúng 2 buổi tối hết mẹ vốn. Đó là tay chạy này. Mà đến tối thứ 3 phải cưa tiếp. Còn gì đâu nói, bắt đầu nói hết tào lao. Hết khôn dầu đến dạng. Mẹ cỡ biết cỡ này này. Đi với bồ nói chuyện gì? Tôi thừa biết. Chuyện ra tâm lý. Đỗ Duyên biết. Tại sao quan tài nó hình chữ nhật? Quan chuyện tào lao nó nói chuyện gì? Hả? À? Tôi thì hoành tráng. Em biết anh làm ở đâu ăn? Anh làm nghề ngân hàng này. Ui, gái ngỡ ngàng, cứ ngộ anh quá. Nếu gái mà hiểu thì anh làm ngân hàng, nhưng anh làm công việc gì? Ngân hàng là nghề, dưới nghề là công việc, dưới công việc là vị trí công việc. Thì anh làm ở phòng kế toán thì... Thì anh làm phòng kế toán thì vị trí là anh làm cái gì? Mẹ anh đọc chứng từ. Biết. Ôi chí nổ. Trường Doanh Nhân PR.